xin chào tất cả các bạn. Samsung lại giới thiệu đến người dùng một thế hệ tablet mới nhất nữa. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab A8. Và đây là một cái sản phẩm tablet nằm trong phân khúc tầm trung của Samsung. Về giá bán cụ thể thì nó không có chênh lệch quá nhiều so với thế hệ Tab A7 trước đó đâu. Thậm chí là sau khi giảm giá nó còn rẻ hơn cả thế hệ trước nữa, chỉ vào khoảng 7 triệu rưỡi thôi. Và đây là cái giá đang giảm ở thời điểm mà mình đang quay video nha. Còn thời điểm mà các bạn xem video, các bạn muốn check xem là nó đang giảm bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền á, thì các bạn có thể vào trang web fptshop.com.vn nha. Và với cái tầm giá như vậy thì đây là một cái thiết bị cực kỳ thích hợp cho những ai muốn trải nghiệm tablet trong một cái mức giá vừa phải nè. Hoặc là các bạn có thể mua cho con em của mình học tập, hoặc là mua cho ba mẹ, ông bà sử dụng tablet thì cũng rất là hợp lý. Và giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cận cảnh hơn em nói nha. Và đây là cận cảnh chiếc Samsung Galaxy Tab A8 mới. Mình thấy thì nó vẫn giữ nguyên những cái đặc trưng của dòng tablet Samsung. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái chất liệu kim loại nguyên khối nè. Cái phần viền cạnh thì vuông vức. Và ở trên màn hình nó có một cái điểm mình rất là thích là phần viền màn hình rất là mỏng. Về màu sắc thì các bạn chỉ có hai lựa chọn màu cơ bản thôi, là màu bạc và màu xám như mình đang có ở đây. Về cái chất lượng hoàn thiện thì mình thấy là nó rất là cứng cáp, và nó cũng vừa vặn khi mà chúng ta cầm ở trên tay của mình nữa. Khi mà các bạn sử dụng tablet á, thì mình thấy là mọi người thường hay kết hợp với lại một cái cover hay là một cái ốp lưng á. Thì đây chính là cái cover của chiếc Samsung Galaxy Tab A8, một cái cover làm bằng chất liệu nhựa, nhưng mà nó được hoàn thiện rất là thích luôn. Khi mà các bạn sờ vào nó mịn ơi là mịn luôn. Và cái cover này nó được thiết kế kiểu slim fit, có nghĩa là nó rất là mỏng. Vì vậy mà khi mà mình ốp vào cái thiết bị của mình á, thì cái thiết bị của mình nó không có bị bự ra. Cái phần cover này nó ôm sát vào cái thiết bị luôn, không có hề bự ra và cồng kềnh một chút nào cả. Ngược lại thì nó còn mang đến một cái trải nghiệm rất là tiện lợi khi mà có những cái nứt này để các bạn có thể dựng máy lên và sử dụng. Chiếc Samsung Galaxy Tab A8 thì nó không có đi kèm với lại một cái cover có bàn phím. Nhưng mà nếu như các bạn muốn sử dụng bàn phím, chúng ta cũng có thể sử dụng một cái bàn phím Bluetooth rồi kết nối Bluetooth với máy, thì các bạn cũng có thể làm việc bình thường, soạn thảo nè, hoặc là soạn PowerPoint để đi dạy, đi học, đi làm rất là bình thường. Thiết kế của chiếc Galaxy Tab A8 lần này nó khá là tiệm cận với lại dòng S của hãng. Từ cái chất liệu này cho đến chất lượng hoàn thiện vô cùng chắc chắn. Độ mỏng thân máy thì chỉ có 6,9mm mà thôi. Đặc biệt cái phần cạnh vuông này cũng là một cái đặc trưng của dòng Samsung Galaxy Tab S cao cấp hơn khá là nhiều. Máy được bố trí 4 loa stereo ở hai bên cạnh. Âm thanh phát ra khi đó to rõ hơn, và nó phát ra từ hai bên đó, cho nên mình nghe nó sẽ chân thực hơn. Phù hợp khi mà các bạn học tập nè, hợp hành hoặc là giải trí, thì cái việc có 4 loa nó cũng sẽ mang đến một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Ở trong cái khay SIM này của máy thì các bạn sẽ có một khay SIM và một khay thẻ nhớ. Vì vậy với Tab A8 thì các bạn có thể sử dụng Wi-Fi này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng 4G cũng được. Ngoài ra thì các bạn có thể mở rộng thẻ nhớ để có thể lưu trữ nhiều hơn. Một cái phụ kiện mà các bạn có thể sử dụng cùng với chiếc Tab A8 nữa là bút S Pen, hỗ trợ các tác vụ viết, vẽ có độ rễ thấp này, hoặc là hỗ trợ các bạn chuyển slide khi thuyết trình nữa. Tuy nhiên thì phụ kiện bút S Pen cũng như là cái phụ kiện cái cover này thì sẽ không có sẵn trong hộp, mà các bạn muốn dùng thì mình sẽ mua thêm ở ngoài nha. Chiếc Galaxy Tab A8 vẫn giữ nguyên kích thước màn hình là 10.5 inch bằng với thế hệ tiền nhiệm. Và với kích thước này thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị tablet với một cái độ lớn vừa phải, vừa đủ không gian để mang lại trải nghiệm tốt mà vẫn vừa vặn trên tay, dễ dàng cầm nắm khi sử dụng. Kích thước này thì rất là phù hợp để các bạn có thể mang theo bên mình. Các em nhỏ khi mà sử dụng học tập á, thì cũng có thể dễ dàng cầm trên tay nè. Hoặc là giáo viên các bạn mang đi làm, nhân viên văn phòng các bạn mang đi làm cũng rất là dễ dàng. Chỉ cần là bỏ vào cái túi của mình thôi là đã vừa rồi, không có quá nặng nề. Mình đánh giá màn hình của chiếc Tab A8 có một cái chất lượng khá là tốt trong cái tầm giá, với thiết kế viền mỏng, chất lượng hiển thị Full HD sắc nét. Màn hình này sử dụng tấm nền TFT nên tất nhiên là màu sắc sẽ không có được tươi và rực rỡ như là màn hình AMOLED được rồi. Theo vào đó, màu sắc hiển thị của màn hình này nghiêng về phần nhẹ nhàng hơn. Các bạn xem phim nè, lướt TikTok hay làm việc, học hành online thì vẫn rất là tốt thôi. Cả text và hình ảnh đều có một cái chi tiết rất là tốt. Nhược điểm của màn hình này á, là nó có một cái độ sáng không có được cao lắm, cho nên là các bạn sử dụng ở trong nhà thì
ok. Nhưng mà khi mà các bạn mang ra ngoài trời á, ánh sáng hơi cắt một chút xíu thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề quan sát những cái nội dung hiển thị trên màn hình. Màn hình lớn cho nên là chúng ta có thể thoải mái chia màn hình ra để có thể làm nhiều tác vụ cùng một lúc nè, vừa xem những cái trang tin tức nè, vừa xem video, hoặc là các bạn có thể vừa làm PowerPoint, vừa xem những cái tài liệu ở trên mạng, hoặc là chúng ta có thể vừa học tập online mà vừa xem tài liệu thì cũng được với cái màn hình của máy. Chiếc Samsung Galaxy Tab A8 thì sẽ có hai camera, một cái camera sau 8 megapixel và một cái camera selfie với độ phân giải là 5 megapixel. Camera ở trên tablet thì thông thường người ta sẽ không có dùng để chụp ảnh đâu, hoặc là rất là ít thôi, chủ yếu là để phục vụ cho video call là chính. Và với tác vụ video call để học tập, họp hay là tán chuyện online thì cái ống kính 5 megapixel phía trước của máy cũng đủ sức để đáp ứng tốt. Hình ảnh hiển thị sẽ tùy theo cái chất lượng đường truyền nữa, nhưng mà chất lượng video thì vẫn được đảm bảo nè. Nếu các bạn muốn dùng máy để dạy online thì chất lượng camera vẫn có thể tốt để các bạn có thể dạy được. Chúng ta có thể share màn hình và thao tác một cách dễ dàng, sử dụng thuận tiện ở bất kỳ đâu. Ở chiếc Samsung Galaxy Tab A8 thì Samsung có đề cập đến một cái tính năng trình ghi màn hình mới của hãng. Với cái tính năng này á, các bạn có thể vừa quay được cái nội dung hiển thị trên màn hình, vừa quay được cái tiếng ở trong màn hình và vừa quay được cái tiếng của mình nói bên ngoài nữa, để phục vụ khi mà các bạn cần ghi âm cuộc họp hay là ghi âm những cái bài giảng mình học online thì có thể sử dụng cái trình ghi màn hình này. Đối với một số máy thì khi mà các bạn ghi màn hình, nó chỉ ghi được cái âm thanh từ trong máy thôi chứ không ghi được bên ngoài. Nhờ với Tab A8 thì mọi thứ đã được giải quyết rất là dễ dàng. Về cấu hình thì chiếc Samsung Galaxy Tab A8 này được trang bị một cái con chip khi mà các bạn nghe tên thì sẽ thấy hơi lạ một chút đó. Đó chính là chip Uni SoC T618. Kèm với đó chúng ta sẽ có 4GB RAM và 128GB ROM. Cái con chip này được đánh giá nếu mà so về hiệu năng thì nó sẽ mạnh hơn tầm khoảng 20% so với lại thế hệ Tab A7 trước. Và mình cũng có trải nghiệm một số cái app ở trên chiếc Galaxy Tab A8 này. Về chơi game thì mình có thể chơi những cái tựa game nhẹ nhàng như là Play Together nè, hoặc là các bạn muốn chơi liên minh á, thì vẫn có thể chơi tốt được. Màn hình lớn hiển thị màu sắc rất là đẹp, hình ảnh chi tiết cho nên là chơi rất là thích. Và mình thì không gặp bất kỳ một cái vấn đề giật lag gì khi mà chơi những cái tựa game này. Tất nhiên là với cấu hình của một chiếc tablet tầm trung như vậy thì các bạn sẽ không thể nào chơi được những cái tựa game quá là nặng rồi. Nhưng mà với những cái game vậy thì chúng ta chơi thoải mái nha. Những em bé mà muốn có điện thoại, muốn có tablet để chơi game thì cái thiết bị này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Còn với những cái tác vụ hàng ngày thì bên cạnh việc sử dụng tốt những cái ứng dụng như là Facebook nè, Instagram, TikTok, YouTube, những cái ứng dụng để xem tin tức, thì khi mà mình chia màn hình ra để thực hiện nhiều tác vụ thì máy vẫn có thể đáp ứng tốt được. Tuy nhiên thì các bạn sau khi mà sử dụng thì nên tắt bớt những cái tab chạy ngầm đi, để khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ sử dụng tài nguyên cho những cái app mà chúng ta đang dùng thôi, thì sẽ mang đến một cái hiệu suất nó mượt mà hơn cho các bạn. Viên pin của chiếc Samsung Galaxy Tab A7 là 7040mAh và chúng ta sẽ có hỗ trợ sạc nhanh 15W. Viên pin này thì khá là vừa vặn cho những cái tác vụ trên chiếc Galaxy Tab A8, các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 ngày hoặc là 2 ngày. Tuy nhiên thì với cái sạc nhanh 15W á, thì nó cũng không có quá là nhanh đâu, cho nên thời gian sạc chúng ta cũng phải chờ hơi lâu một chút xíu. Nhưng mà đây là tablet kiểu tầm trung mà, cho nên là mình cũng không có đòi hỏi được quá nhiều về cái phần này. Và với những gia đình nào muốn mua tablet cho con sử dụng thì tablet Samsung thường nó có một cái tính năng rất là hay là Samsung Kit nè. Các bạn nhấn vào đây thì tablet của chúng ta sẽ giống như trở thành một cái thiết bị mới luôn. Nó chỉ bao gồm những cái ứng dụng nè, những cái trò chơi mà các bạn cài đặt để cho con của mình chơi thôi. Có nghĩa là các bé khi mà vào đây rồi á thì chỉ chơi được trong vòng những cái app đó thôi, app học tập này hoặc là app chơi những cái trò chơi nhẹ nhàng, và không có thoát ra được khỏi cái Samsung Kit này khi mà không có mật khẩu. Cho nên là khi mà giao tablet cho con của mình chơi thì các bạn cũng sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Đây thì mình sẽ đặt mã pin cho cái Samsung Kit nha. 3, 4. Đó, ở trong đây thì toàn là những cái trò chơi trẻ em thôi. Và chúng ta cũng sẽ có một cái máy ảnh riêng dành cho tính năng Samsung Kit luôn. Điện thoại thì cũng sẽ dành cho điện thoại riêng luôn, không có được gọi điện lung tung trong cái danh bạ của người lớn ha. Chơi những cái ứng dụng của trẻ em thôi, và không thể nào thoát ra được nếu như mà không có cái mã pin. Cho nên nếu các bạn không có thời gian mà quăng tablet cho con của mình chơi á, thì với cái tính năng Samsung Kit này cũng sẽ giúp cho mình an tâm hơn. Các bé khi mà chơi cũng an toàn hơn nữa, không có bị tiếp xúc với lại những cái thông tin mà không có hay.
Một thế hệ tablet tầm trung mới của Samsung với những cái chất lượng vượt trội và những cái ưu điểm như là màn hình đẹp nè, thiết kế đẹp rất là hiện đại, thì đây sẽ là sản phẩm rất là phù hợp để cho các bạn có thể trải nghiệm tablet trong một cái mức giá rất là mềm, đặc biệt là rất là nhiều chương trình ưu đãi tại FPT Shop nữa. Về cái mức giảm giá hiện có thì để chính xác hơn, các bạn có thể vào trang web fptshop.com.vn để xem nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.